Xin chào các bạn, bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về các sản phẩm giao dịch trên thị trường Forex. Thì đây là chuỗi bài học từ cơ bản đến nâng cao được tài trợ bởi sàn Just Market. Ở cái video trước thì mình cũng đã chia sẻ về thị trường ngoại hối Forex là gì rồi, và cũng được khá nhiều các anh chị các bạn quan tâm. Thì bài hôm nay mình sẽ chia sẻ sâu hơn về các sản phẩm giao dịch trên thị trường Forex. Đặc biệt là mình muốn cho các anh chị các bạn hiểu kỹ hơn là những cái sản phẩm này nó được tạo ra nó như thế nào, và khi các anh chị các bạn phân tích, các bạn sẽ hiểu được đâu là những cái sản phẩm mà chúng ta cần thiết, chúng ta muốn giao dịch. Thì trong video này mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Thì hiện tại ở trên sàn Just Market ấy, cũng có cái chương trình khuyến mãi nhận 30 đô tiền thưởng. Thì những anh chị các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký nhé. Cái đường link thì mình cũng để ở bên dưới cái phần mô tả của video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia cái đường link mình để ở dưới cái phần mô tả đó. Thì các bạn sẽ được học trọn bộ 10 cái bài học từ cơ bản đến nâng cao trong cái nhóm Telegram. Như bài học trước mình cũng đã chia sẻ qua cho các bạn biết được những cái sản phẩm ở trên thị trường Forex thì nó khá là đa dạng. Chúng ta có thể là giao dịch ở tiền tệ và các chỉ số chứng khoán, các chỉ số tiền tệ, hàng hóa, năng lượng, kim loại và các cổ phiếu dạng CFD. Ở trong cái tiền tệ chúng ta cũng sẽ có những cái sản phẩm khác nhau. Thì những cái sản phẩm khác nhau này nó như thế nào? Thì mình muốn các anh chị các bạn hiểu rõ hơn về các sản phẩm chính của nó, để cho các anh chị các bạn biết được những cái sản phẩm nào có những cái thanh khoản nó tốt, và chúng ta sẽ tập trung chúng ta giao dịch nó, từ đó nó sẽ hiệu quả hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các đồng tiền chính trên thế giới hiện nay. Thì người ta dựa vào các nền kinh tế đó các bạn, thì người ta sẽ ưu tiên và người ta sẽ đánh giá là những cái đồng tiền đó sẽ có được cái sức mạnh và cái độ tin tưởng nó cao hơn. Đây là những cái đồng tiền của những cái quốc gia gần như là có nền kinh tế lớn nhất hiện nay. Ví dụ như đồng USD này, các bạn thấy, của Mỹ này, đồng Euro của Liên minh châu Âu, EU, đồng Yên Nhật, đồng bảng Anh, đồng Thụy Sĩ, đồng Canada, đồng đô la Úc, đó đô la New Zealand. Đây là những đồng tiền được gọi là những đồng tiền chính. Thì từ những cái đồng tiền chính này, chúng ta có những cái sản phẩm kết hợp với nhau và tạo ra những cái cặp tiền. Thì từ đó chúng ta có thể giao dịch tỷ giá giữa các cặp tiền. Giữa những cái đồng tiền chính đó thì chúng ta sẽ có những cái cặp tiền chính. Ở đây các anh chị các bạn hiểu đơn giản cho mình, những cái cặp tiền chính chính là những cái cặp tiền có chứa USD. Có nghĩa là những cái cặp tiền mà các bạn giao dịch trên thị trường có USD là những cặp tiền chính. Thì ở đây chúng ta có cặp tỷ giá EU, có nghĩa là Euro trên USD, cặp tỷ giá USD trên Yên Nhật, cặp tỷ giá bảng Anh trên USD. Đó, tương tự các anh chị các bạn sẽ thấy đây là những cái cặp tiền chính. Và chúng ta thường thường thì các bạn sẽ tập trung giao dịch những cái cặp tiền này. Tại vì nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, và những cái tin tức hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la. Khi đồng đô la có những cái tin tức lớn đó, thì những cái tỷ giá này nó sẽ biến động nhiều, và rất nhiều các nhà giao dịch, các nhà đầu tư, các trader quan tâm. Và khi đó thì thanh khoản thị trường nó cũng sẽ thấp hơn, và các bạn giao dịch với cái mức phí chênh lệch giữa giá mua giá bán nó sẽ tốt hơn. Nên là đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì người ta hay sử dụng, hay giao dịch những cặp tiền chính để được có được cái mức phí nó tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái cặp tiền chéo các bạn ạ. Những cặp tiền chéo thì các bạn chỉ hiểu đơn giản là những cặp mà do những cái đồng tiền chính nó kết hợp với nhau thôi, và nó không có USD ở trong này các bạn. Ngoài còn lại không có USD thì các bạn sẽ xem nó là những cái cặp tiền chéo. Một cái loại cặp tiền nữa mà các bạn cũng có thể là để ý quan tâm, đó là cặp tiền ngoại lai. Cặp tiền ngoại lai là cái sự kết hợp giữa một cái loại tiền tệ chính với một đồng tiền của một nền kinh tế mới nổi. Ở đây thì các bạn thấy có một số nền kinh tế mới nổi, như thế là nền kinh tế như là Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan này, đó người ta sẽ kết hợp lại với nhau. Tuy nhiên là với những cái đồng tiền, cặp tiền ngoại lai như thế này thì cái chênh lệch giữa giá mua giá bán nó thường nó sẽ cao, và nó sẽ có nghĩa là chúng ta phải mất một cái chi phí nó cao hơn để mua và bán. Và thường thường thì những cái đồng tiền này thanh khoản nó sẽ thấp hơn những cái đồng tiền chính, nên các anh chị các bạn cũng chú ý nhá.
Thì ngoài những cái sản phẩm tiền tệ, các bạn cũng nhìn nhận thấy rồi, những cái cặp tiền chính, tiền chéo và cặp tiền ngoại lai rồi, thì chúng ta vẫn có những cái cơ hội để chúng ta giao dịch những cái sản phẩm khác. Ví dụ nhất như là các bạn có thể là giao dịch vàng, các bạn có thể là giao dịch những cái chỉ số như chỉ số đồng đô la, chỉ số đồng yên Nhật, chỉ số S&P 500, đúng không? Và những cái sản phẩm cổ phiếu dạng CSD, những cái công ty lớn như Apple, Amazon, thì cái sản phẩm của chúng ta cũng khá đa dạng. Ngoài ra hiện tại thì trên thị trường Forex ngoại hối, người ta còn cập nhật các đồng tiền điện tử, và các bạn giao dịch có thể là giao dịch Bitcoin, chỉ số Bitcoin USD hoặc là cái chỉ số của Ethereum USD. Thì đó là những cái sản phẩm nó tương đối là đa dạng. Ở đây thì các bạn có thể là lựa chọn những cái sản phẩm mà các bạn thấy có xu hướng nó tốt, thì có thể là dựa vào tin tức, cũng có thể là dựa vào những cái yếu tố phân tích kỹ thuật để các bạn đưa ra những quyết định có giao dịch hay không. Thì hiện tại ZMarket cũng đang có chương trình khuyến mãi tặng thưởng $30 cho khách hàng. Thì các bạn có thể là quét cái mã QR này, hoặc là các bạn có thể là đăng ký cái đường link ở dưới cái phần mô tả của video này. Ngoài ra thì để các bạn xem được trọn bộ 10 cái video khóa học từ cơ bản đến nâng cao này, được sự tài trợ của sàn ZMarket, thì các bạn có thể là tham gia cái nhóm Telegram. Mình để cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn tham gia vào cái nhóm Telegram đó thì các bạn sẽ xem được trọn bộ 10 cái bài học từ cơ bản đến nâng cao. Nó sẽ giải thích hết, chia sẻ hết những cái kiến thức về thị trường ngoại hối Forex cho các bạn, để các bạn có một cái nền tảng kiến thức nó chắc hơn. Ngoài ra những cái bài học tiếp theo nó có những cái kiến thức giúp cho các bạn xác định được những vị trí mua, vị trí bán, đúng không? Xác định được xu hướng nó tốt hơn, các bạn quản lý vốn nó tốt hơn, cũng như là có những cái phương pháp để giúp cho chúng ta có được một cái tâm lý giao dịch nó tốt, từ đó đưa ra những cái quyết định giao dịch tốt, kiếm được lợi nhuận và giảm thiểu cái rủi ro cho chúng ta. Và đây là những cái bài học tâm huyết, những cái kiến thức tâm huyết của mình đã đóng gói lại dưới sự tài trợ của sàn ZMarket. Và rất mong là các anh chị các bạn nào mà chưa có kiến thức chắc, cũng chưa có được cái phương pháp giao dịch nó tốt, thì có thể là tham khảo cái khóa học này để các bạn có thể là tìm hiểu chắc chắn hơn và có được cho mình một cái phương pháp giao dịch tốt. Các bạn chú ý cho mình là toàn bộ cái khóa học này là nó miễn phí, 10 video mình có đóng gói đầy đủ cho các bạn. Các bạn có thể là tham gia cái nhóm Telegram để học trọn vẹn nhé, dưới sự hỗ trợ của ZMarket. Và những cái thông tin nào các bạn cần mình hỗ trợ thì có thể là tham gia cái nhóm Telegram đó, thì mình cũng có thể hỗ trợ các bạn thêm nhé. Thì cũng rất mong cái video này sẽ giúp cho các bạn có được thêm kiến thức, cũng như là có được một nền tảng vững chắc hơn và hiểu rõ hơn về thị trường Forex, cũng như những cái sản phẩm giao dịch trên thị trường. Nhớ đăng ký cái đường link bên dưới để nhận được cái phần thưởng $30, cũng như là tham gia nhóm Telegram để học trọn bộ cái khóa học này.